Hello, xin chào các bạn. Chào bạn. Chào các bạn đến với kênh Anh Bảy Đúng TV. Trong video ngày hôm nay, mấy chú cháu mình sẽ tiếp tục làm một cái thử thách cho các bạn xem nha. Thì hôm nay Út đưa ra cho tụi con cái thử thách gì nữa vô? Xin còn cái gì? Thử thách là phải rồi. Ngày hôm nay, Út sẽ cho tụi con thực hiện một cái thử thách. Người cuối cùng còn ở dưới cái hàm hố đìa sâu. Hàm hố đìa sâu. Cái hố này hả? Tưởng làm nuôi con gì, e dè nuôi con mấy con. Khai trương đó, mấy mình là người khai trương đầu tiên đó. Vậy mày khai trương thứ hai á. Nhái mày thấy mày nhái ngớt không? Bắt miếng đó nướng ăn được á. Bữa nay có đứa nào không khỏe không? Có rồi. Sao? Thầy Nam đâu? Thầy Nam rồi. Thầy Nam rồi. Thầy Nam rồi. Tôi cũng biết cây lắm rồi. Tôi không biết. Thầy Nam đâu thấy? Con cũng biết, con mới hỏi nè. Thiên Mộc đang suy nghĩ trong đầu. Phải như bữa nay tao nghỉ là thứ nhắc tới tao. Thầy Nam bữa nay không có được khỏe cho nên không cùng team quay clip này được nha các bạn. Để Út phổ biến lực chơi nè nha. Dạ. Người cuối cùng rời khỏi cái hố đó thắng 1 triệu. Yeah. Trong quá trình thực hiện thử thách thì mấy thí sinh này có được đi không? Mày nói chuyện mày làm những chi vậy? Thì vậy ý nó là nó quấn giấy vô tay, nó chùi á. Tưởng nói gì vô quấn giấy là nó đi vệ sinh. Đi vệ sinh thì mày quấn vậy là mày quấn giấy vô rồi, bình thường mày gì mày quấn giấy là rồi. Vậy. Trong quá trình thực hiện thử thách tụi con không được bước lên bờ. Út ơi, mình có bóp thăm vậy bóp? Có chứ con, đồ ăn thì Út đã chuẩn bị sẵn. Mỗi 1 tiếng Út cho bóp thăm 1 lần. Đây là cái thùng đồ ăn. 1 tiếng sau Út cho bóp nha. Dạ. Rồi đi xuống. Đi. Đi thôi đi. Xuống đây không? Xuống hố. Sao bơm nước vô cho tụi con ức đít thi vậy? Ở dưới đó nó nóng dữ lắm cho nên Út mới bơm nước vô đó. Anh em ơi, xả bồn thôi. Dạ. Rồi đi chuẩn bị đi. Thế mập, chết kìa mày, ra mày. Hỏi chốc gớt luôn giờ. Mới có đầu thử thách thôi mà. Thằng thì đi này đi nọ. Chờ tao với mày, tao đi vô chung với. Rồi bây giờ mấy chú cháu mình bắt đầu thực hiện nha. Sao nước đục chứ? Hả? Sao nước đục chứ vậy? Hôm nay trời mưa rồi nó xanh xanh vậy đó. Bậy. Gì? Hồi nãy con mới gặp thầy Nam nè. Sao? Thầy Nam nói là sáng thầy Nam đứng đây nè. Ui bậy. Xong cái gặp nhái nhảy nữa. Ui lại chứ. Rồi ở dưới đây tụi con có thể sinh tồn được nè. Có nước nè. Nó chứ mưa axit nó cũng giỏi hết với thầy Nam à. Trời nắng như thế này có nước á tụi con không bị nóng chân. Ôi mà nó ngậm nó chảy vô kìa. Ôi trời. Rồi thử thách bắt đầu. Ở đây có mà nó ngậm nó xì xì vô luôn nè. Ồ quá chảy à. Có hai nhái với nó kìa ôm nhau. Truyền tình này nhái. Đó. Rồi tụi con sẵn sàng thực hiện video này chưa? Rồi. Rồi người cuối cùng rời khỏi cái hố này thắng 1 triệu. Dạ. Thử thách bắt đầu. Coi rồi chờ đi đâu. Chỗ này của tôi. Chỗ này quá im. Mấy cái viên gạch này là hôm bữa nó còn ở đây. Con gái thì vô nắng, con trai thì vô mưa. Ở đây có mấy con ếch thực hiện thử thách này cùng với tụi con nữa nè. Nè các bạn, mấy con ếch này là bên ngoài tự nó phóng vô nè. Ủa ơi, nhiều con nghĩ nha. Là mấy con ếch này thắng không? Hả? Con nghĩ là mấy con ếch thắng. Mấy con ếch này thắng tụi con là chắc cứu. Đây đây con nữa nè. Ơi, ở dưới đây tụi con có thể sinh tồn được nè. Thôi ra thằng sống không? Thằng sống luôn. Thả vô đây đi. Con đi vô ếch vô coi nè. Rồi, thằng đó như lợi đầu tiên. Dở chứ thằng. Ờ, vô hàng rồi, giờ quay mặt bắt ếch thôi. Thôi với nó rồi anh em ơi. Dễ ăn chứ mày. Dễ ăn chứ sao. Vậy hồi khỏi bóc thăm ha. Thôi bậy. Nè bỏ ra đây, thôi cho mày đi. Trời. Về chuẩn bị, Út có tiền mua máy mới rồi. Sao để chút kia đây. Ủa Út, chờ Út xuống đây Út. Út thử thách với tụi con đừng lấy giải thưởng mà. Quá trời ếch với nhái luôn. Ở bên đây sao nè các bạn. Không có bên nhái rồi đó. Bắt luôn.
Rồi, cuối cùng mình đã biết nỗi khổ của mấy con heo rồi. Mấy con heo nó ngồi trong trường cũng nóng vậy nè. Ngồi heo có nóng mà. Mình thua con heo nữa. Đây là mấy con nhái cơm. Rồi sao cái cảm giác tụi con ngồi dưới đây thấy sao? Tụi mới ngồi có chút mà thấy đổ mồ hôi luôn không? Hầm ghê ha. Dạ. Đúng rồi. Cái này con nhắm cái thần lên trước Út ơi. Thiêu mập với Thí là Út nghi lắm nha. Út đem camera đây con chỉ Út quay này nè. Gì? Nè quay vô bộ râu của Thí mập. Nó bộ râu đầy nước. Gì? Đổ mồ hôi râu. Trời nực chứ trời. Sao cảm giác sao vậy thì kìa? Nó cũng bây giờ nóng nóng mà nó nực nực mà nó sao sao. Nó hầm quá. Ở dưới này y chang mà nó thiếu oxy các bạn, nó hơi hầm hầm. Lò thiêu. Rồi hầm, nó không có gió nữa. Dọc hăng nó đánh bơm hả? Út có ghi thầm mà nín thần địch thôi. Chứ thần địch thôi. Không lẽ giờ nét lên thân ra trời. Đúng rồi. Là gì kia? Ở dưới đây mà không có nước là tụi con ngồi dưới đây không được luôn nè. Sao? Cái hơi nước nó bốc lên tụi con thấy mát mát đó. Chứ mà thật sự nếu mà không có nước thì hăng. Cái ban này nè nó nóng lên là tụi con chịu không nổi, nó hầm dữ lắm. Con nhái chịu không nổi nó gì với mình. Cảm ơn Út đã nói con. Đổ lên tờ cho nó đỡ nóng. Đúng rồi đó, cái hộ nó nóng hơn. Quan tâm hẳn chứ. Tao bụi của mày. Bé gì chảy lại. Mẹ nó bị nước hả? Oh no. Vậy trời. Không như kia. Nghĩa là vậy gì chứ. Chảy rồi. Nãy là định nóng rồi đó. Tao nóng rồi, mất nóng rồi. Của tao sao mà mất hoài luôn rồi. Đó là ok, không có làm bậy mà tụi bay làm gì vậy? Kệ em đi, anh lo chuyện của anh đi. Sao không được cãi sạch được? Hết nước ngoài sao vậy? Nước để không bơm ra chứ vậy? Yeah. Quá nhiều vậy hả? Nãy giờ theo tao không chịu, để dở chút ní. Gì bởi? Nãy giờ tao bành kia vậy? Biết trước vậy à, trên đời này đâu có xảy ba chuyện ác cưới đâu. Phải theo tao cái cà bự vậy rồi. Cà bự vậy rồi. Mày đi vô lấy cả ní. Thì lấy mới lấy hai cái nè. Trời ơi, quá con đồng minh hết trơn. Bà suy nghĩ chạy bà không à. Tính chạy lên rồi đó. Đúng rồi đó. Tạo lệnh hồi đợi dữ. A few moments later. Rồi một tiếng đã trôi qua, bây giờ bốc thăm đồ ăn cũng như những cái dụng cụ mà hỗ trợ cho tụi con thực hiện cái thử thách này nha. Dạ. Đói bụng chết luôn nãy giờ. Tao nước nhét. Đói chưa? Dạ. Rồi, khát nữa rồi. Có nước. Cái nước nó ở bên. Ồ, ồ. Cái nhồi nhồi sao giống cái gì ta? Con dòi á. Này giống trong cái chuồng. Con biết cái gì luôn á. Đúng rồi. Chủ tới cho nó lại kìa. Ủa ha, con đi câu cá ngay cái chuồng kia kìa. Sao? Bà chủ về cho ăn cái là con. Giống thế mập á. Rồi cái khả năng thắng cuộc của con nhiêu Thí? Dạ khoảng 1% thôi. Gì kỳ vậy? Con yếu ớt kỹ lắm rồi. Kìa con, thấy đồng người sao rồi? Bây giờ con được khỏe nhưng con phải gắng lấy triệu cuốn. Dạ lấy gọi Ngọc. Dạ khả năng của con là 0% nhưng mà con sẽ lấy được 1 triệu đúng. 0% rồi lấy. Được. Ú, đừng hỏi con quá cao rồi. Rồi, thắng. Con thì không tự tin thắng cho lắm. Nhưng mà con chơi tới khi nào con nghẹt thở thì thôi. Con chơi tới khi nào con nghẹt thở thì thôi. Ghê vậy. Ghê vậy. Rồi Phong. Còn con hả? Ừ. Con là nắm chắc phần thắng trong tay, con lấy 5 triệu gốc rồi. Đứa nào cái gì vậy? Ê con triệu 5 triệu. Thôi, em cứ ông từ tiếp đi. Một triệu không biết Út có cho tụi con nổi không đó, 5 triệu. Thôi. Rồi bốc thăm nha, đói bụng hết đúng người không? Người được lấy không? Rồi đứa nào bốc trước? Con cho. Con tự tin mà. Người được 5 lá đúng không? Con là... Một lá. Con bị danh xui nhất con tem nè, con lá bốc xui. Ừ. Rồi sóc lên. Tờ này phải không? Chai nước đi. Vô chai nước. Xong rồi bốc lại. Anh em ơi, bốc đi từ từ rồi hả? Rồi từ từ hả mở. Tại vì có một cái cam hả? Thần tài ông đẻ cho con vô gì à? Học lý xíu. Sóc lên. Trời ơi, cho nó gì ăn chứ nãy giờ ở đây buồn miệng quá. Cho khỉ đùm chuối. Con luôn. Thôi con phái nước à, cho con nước đi. Chị treo bắt trước, mở trước. Bưởi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bưởi. Cái gì vậy? Một cái bao. Một cái bao. Cái bao là cái mày. Cái bao là cái mày.
Rồi. Nó xui quá. Quá xui. Chị bao chứ không phải cái bánh bao nha. Hai. Một đôi dép. Nè đôi dép nè. Tí cô ơi. Ngọc Khanh nè. Còn khoáng rửa gì? Cái gì đó? Một thùng nước. Một thùng nước. Sao lên đâu? Đến con rồi. Xui gì vậy? Nãy giờ tạt nước với lá rồi giờ thùng nước nữa. Xúc xích. Xúc xích này được. Đưa sát vô. Có đồ mở ra đi. Mở lẻ đi. Gạch ra. Rồi. Cái gì? Một cây. Một cây nông. Ôi trời. Vàng về chung rồi đó. Nguyên cơm bồ. Ôm đẹp chứ. Mình hy vọng là mình ra nữa nha các bạn. Chắc được cái chụp cho coi của người ta. Mình chụp vô xui lắm mình biết không. Cái gì đây? Một cây dài. Một cây buồn đi chứ. Mang đôi dép này làm gì ăn có được đâu. Tính ra lần đầu tiên không có ai ngon hết trơn á. Rồi nhận giải thưởng nè. Đâu? Nhận quà. Cái bao của ai? Đúng không? Đây nè, đi móc bọc đi, đi bắt mang ếch đi. Rồi cái nón của ai đây? Anh em đưa tôi không? Thanh Thủy. Dạ, con không? Con. Dạ đậu, cho anh kẹo Thủy nè. Úc ơi, hả? Em có gọi không? Thì dép của con còn cái thùng nước nè, quà có ngọc nè. Đây là nước mình múc ở trong kia đem ra nha các bạn. Chứ không phải múc ở dưới này lên nha. Rồi, Thanh Thủy đừng đem đi. Thôi, để con. Đây, đây là chị em cho Quy lần đầu được Việt Nam tắm nè. Dạ bộ, tan tay. Ủa, lạnh kìa. Ôi ôi, đúng rồi. Sướng như vậy. Rồi. Thôi ăn kẹo. Nữa. Giờ một tim gì bóc gì không vô. Chú bạn ơi, quay chiếc đảo rồi. Giấc này ăn có được duy nhất rồi. Mở bạn ăn kẹo nha. Gì vậy? Ăn kẹo. Xin quá người. Thôi lát hồi khát nước nè. Ngủ quẩy màu. Kẹo bèo kẹo bèo kẹo 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 không? Có ai nó xài chứ. Anh cho em ăn kẹo ké đi. Đấy tôi cho bạn nằm cái dép tôi ké nè. Nè nè nè. Liếm cái đi cho tao nằm. Tao giống người dây cư dưới tay. Người cho nó người nào người mang dép. Mở bạn nha. Đang đói mà ăn này vô thấy no luôn á. Mình nghi là mình sẽ thắng trò chơi này rồi. Ai chi vậy có kéo xích ăn để đói. Từ từ đi, để em ăn hết cái này đi em cho giỏi nha. Thôi vậy em... cũng như con cho. Chứ sao? Em ăn đỡ chiếc dép đi với mập ơi. Hẹo hiếu. Trời ơi, nhìn không nè. Y chang bé luôn. Hiếu hiếu. Thật ra ta chính là đệ tử của Luffy. Ta là Monkey Không Ni. Monkey Không Ni. Ăn hiếu. Nè, nè. Thôi. Thôi. Gán thể đi một hồi em nó mày nè nè nè. Ngon quá. Ê bậy. Ba cái đồ quỷ này ăn khát nước thêm gì. Alo Úc hả? Úc con đầu hàng Úc đem con đại con heo quay bự bự đi. Đầu hàng liền luôn á. Đem đại heo quay phải không? Ừ. Có sẵn luôn đem gì nữa. Ờ chứ nữa hành gì. Tội chị ke thiệt. Xì ke đó bụng mà xì ke bóc được cái bao nữa. Còn anh thì sao? Anh vô cái nón đó. Tôi vô đôi dép chứ. Dép mẹ được không? Mày nói hoài hả? À? Nhưng mà liếm được. Đâu liếm tao coi ai. Con liếm. Chứ làm kẹ thấy họng luôn nè. Duyên ghét có họng luôn á. Nó nhiều à. Ăn cái nó nhiều. Mình mà thắng hen, mình lấy tiền á, mình đi mua gà quay. Ừ, cái nước ở dưới đây càng ngày càng nóng lên hết tụi con. Dạ. Không, càng ngày càng mát. Càng mát hả? Tại con thấy cái bao này nó quá mát rồi. Rồi sao rồi? Sau hơn một tiếng thì thấy tinh thần của con sao? Chà mệt. Không biết. Quá chung mệt đúng không? Thấy bóc được đôi dép đi. Giờ nó quéo luôn rồi đúng hả? Tay chân vào cẳng như quéo nè. Tay chân giờ nó bắt đầu nó nhăn nhó lại rồi nè. Đâu? Nè cái chân nè. Nè các bạn nãy giờ mấy đứa cháu mình ở đây cũng khá là lâu rồi giờ nó nhăn. Chắc vào rồi. Ở dưới đây nó có nước mà cái nước này nó nóng nha các bạn. Tại vì giấc trưa nắng. Chân nóng phàn lắm rồi. Rồi đó bụng giống con. Dạ không. Con sắp rồi. Nói chung có đứa nào á nói thua thì nói với Út Tiến nha. Dạ. Không cố gắng nha. Dạ. Lúc gà gà luôn. Có gì trong... xẻo dưới đây kỳ lắm. Út ơi. Hả? Con cảm giác như con đang có rất là nhiều năng lượng. Vậy ta hả? Con sẽ thắng. Ừ. Sao ăn cái kẹo này thấy cảm giác làm sao rồi? Dạ nó tít miệng chứ. Thôi đừng review nó rồi im đi. Không cái tít miệng chứ ngọt quá dạ nó đau có họng. Mình lấy cái kẹo ra mình thấy nó chuyện đúng không? Dạ nó tít cái miệng rồi. Em bắt công hiếu liếm ta. Ở dưới này thật sự rất là nóng nha các bạn, nó hầm dữ lắm, nó nực. Mấy đứa cháu của mình đã bò dưới nước này luôn rồi, nó chịu hết nổi, quá hầm.
Rồi thôi bây giờ mình đi lên để cho mấy đứa cháu mình nó tiếp tục thực hiện nha. Câu này 1, 2, 3. Hóa không trang cho con gái mày. Tu nhường quả. Đi nhường đi. À, nó quánh thế nào nó chán. Đâu có nó chỉ bắt thôi nó không được quánh. Anh em quánh đâu? Cái này mình khởi động đi. Không có đau. Không có đau, đưa vô tay. Quánh nhẹ. Không quánh mà. Đâu, 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 đi. Không. Đây nè, cậu này nè. Trời chết luôn. Rồi. Hồi nãy thấy Mập cầm, anh mới cầm bộ. Hồi nãy quýnh đâu? Thôi mày đừng có suy nghĩ vậy lớn rồi làm cho mấy đêm này. Tự nhiên lấy cái chai quýnh, cái chai quýnh tao. Lấy Mập, lấy Mập. Rồi, chơi lại đi. Chụp đi. Anh em khởi động trước khi nào. Rồi, chia ra đi, cứ đứng im. Từ từ, vô giữa đi, vô giữa đi, vô giữa đi. Chứ nữa. Rồi, 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 ok. Con bò. Nè. Nó ngồi xuống rồi. Chị kia trên. Nó dọn xuống được mà. Thông minh đó à. Đó rồi. Được chưa? Mày đi ra coi mày làm cái gì đây. Được chưa? Rồi dụm đi. Nè, để mình diễn đi cho các bạn xem. Ôi, đâu kìa mình không? Chó, chậm thôi. Có gì nè? Không có. Sao chả góp dẫn nè? Sao chả nó giáo quýnh mạnh vậy? Rồi vô. Quýnh đại mà. Rồi vô. Rồi vô. Ăn gian rồi chứ lại. Chưa rồi, đâu đó. Chưa lại. Vô, từ chú em. Gì? Từ. Ba, gây. Chưa có chào anh dân. Ủa, sao quýnh mày đi, hồi cho tôi quýnh. Kỳ á. Từ. Để lấy cái chài coi. Rồi chưa, chưa, đi nè, đi nè, đi nè. Tới đây mà thằng mẹ chạy vô. Chạy vô. Rồi. Chị đâu mà. Thông minh quá à. Ngồi ngay ngay cái chạy đâu có luôn. 1, 2, 3, quýt. Đã tới giờ cho mấy đứa nhỏ nó bốc thăm đồ ăn nha. Bây giờ mình sẽ xuống đó thăm nó như thế nào rồi. Tại gì vậy? Không đáng dành năng lượng mà làm cái gì vậy? Tại vậy bạn
cái bà có khỏe hơn cho tôi. Chơi chạy một vòng rồi nó bụng quá à. Nhưng mà cái điều vui lần này, nào? Lần này nó bấm hoa mà không vô nước. Anh nói đi bạn. Rồi, này khát nước với nó bụng quá. Bấm hoa mỏng vô nước đó. Dạ nổi. Đúng là thử thách Út đưa ra đúng là khó thiệt. Tham ông ơi, tham. Nói với anh Út ơi. Rồi. Nói lắm rồi. Tới giờ bấm đồ ăn đây. Giờ con mà bóc vô cái kêu mút nữa con nghỉ luôn Út. Còn chờ cái bao nữa rồi coi nghỉ cái này không thiệt. Chào ông Thắng. Diễm hả? Dự trữ năng lượng Út ơi. Dự trữ năng lượng nãy giờ dở có nghe rằng rằng giờ dự trữ hả? Rồi cuối cùng mình cũng được bóc bông rồi. Rồi. Bóc xong nha. Ai bóc trước đây? Nào vô đây chị con. Thôi chị kia đi chị kia. Thôi để tao cho, để tao nãy nó cuối nè. Rồi Phong tới Ngọc đúng không? Giờ mở luôn đi. Cái tao đem hồi nãy nè. Rồi. Một chai xì chin. Cũng được, cũng được. Cái gì đây? Gì vậy? Bịch bánh. Một bịch bánh tráng. Trời ơi. Rồi, bây giờ combo khác hơn nãy rồi. Đúng rồi Út. Trời ơi, này đi. Là dép nè. Không phải, giờ vô cái nón. Cái gì? Gì đây? Nabati. Nãy giờ đói lắm rồi, vừa bánh chén cũng ngon nè. Quá nè, giờ có nước rồi. Bánh chén phải nghỉ. Gì đây? Có vô bánh chén ăn lại á. Chán chán nó sôi nha. Trời ơi. Trời ơi. Kêu nửa chai. Móc số không làm gì mày ơi. Thọt bóc đại đi. Vô đi dép nè. Không có đè xuống gì. Một cái bánh, bánh chuột cúc mai. Một cái khát nước quá. Khát nước hả? Mình thì khỏi nó nhèo náo tay trái xuôi không? Tay phải nè. Tay phải. Họ xuôi nè. Một cái nữa nè. Một cái nó. Đã nói một chào chào quay lại. Chào 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 giải lại đi. Ôi cái bao cái nó. Thì kia đúng xuôi luôn á. Lại đi các bạn. Lại nha. Mày làm đó là mày thua đó. Anh em ơi. Rồi xì ke đã lên là chứng tỏ là xì ke đã thua nha các bạn. Của ai nó nhận? Rồi vô chụp đi. Của con có gì tin? Thôi. Rồi tôi nhận nha. Cái nước ăn được bánh chú cô bay. Không, bánh chó bay. Rồi đây. Ăn trước đi. Thầy review nha các bạn. Kèm rất là cũng nhiều sô cô la luôn. Cái nước đó ăn đó uống. Hiu. Hay nước không? Cho uống nè. Nè. Chít luôn. Hả không ra? Có đỡ đó. Mẹ bạn có chị tin nè. Ôi mà quên. Có chị tin cho hỏi sát gội chết. Mời các bạn nha. Mời mà ăn miếng bánh nha. Tính ra nãy giờ nó chén hơi bị nhiều đó. Thiếu quên tên rồi nè, thiếu quên tên rồi. Người ta có câu là không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời. Cái gì á? Đúng rồi, câu sao đó nè. Thì mình có nước uống mà mình rất là vinh dự. À vừa ăn kẹo mà vừa uống nước giống con nít quá. Mình có bánh chén ăn thấy không xong rồi đó. Ú ơi. Hả? Với Út ba đồ bỏ đó uống cái gì? Uống nước đã lạnh nè. Xì ke đã ra đi. Tại sao cho ý kiến coi. Trời ơi đã. Sao mà chịu thua sớm vậy? Anh em vậy rồi. Cái đầu tiên thì vô cái bao không có gì ăn nè. Cái thứ hai vô cái nón. Rồi ăn cái gì? Cho anh một lý do. Để anh ta đi công đắn đo. Không, hãy cho xì ke một lý do. Để xì ke ra đi công đắn đo. Tình hình sức khỏe con sao Hiếu? Con tới chịu được. Dữ nha. Dạ sao không? Dạ anh gái nha em. Ok. Hồi đó giờ anh chơi đồ chơi là chưa thua ai bao giờ. Ok fan. Em muốn miếng nước em mà tới chạm không? Thôi mơ đi em, cái này là quy định của chương trình đặt ra rồi. Chè này nhiều nước này cho miếng ơi. Mày đeo lên trên chảnh thì có nước uống à. Cái này nè, cho uống chung. Trong những sa mạc lạnh lẽo. Trong những sa mạc lạnh lẽo. Ủa, trong cái sa mạc nóng nảy vậy, chúng ta phải cần nước. Đổ mồ hôi luôn à. Anh Tường chia sẻ cho em miếng nước đi. Rồi hồi em bốc được cái nước không chia sẻ lại. Khó đó hả? Có. Mày lên chảnh kìa, rước chảnh kìa. Trời ơi, nhớ anh nha. Thì mặt tao không nhớ, tao nhớ mày. Úi ơi. Hả? Cho con đầu hàng nha Út. Đầu hàng hả? Cô khẽ nhất chứ lắm rồi. Mày không có đầu hàng được với tao, nãy gáy lắm mà. Thôi, anh em mới đi, mình khỏe người bắt tay cái. Chưa hết đầu hàng mày. No, đứng đây đi. Đi. Thôi, đây, không cho đi. Tay ơi. Trời, Hiếu Mập là người thứ hai. Chịu thua nha. Mày khác thì mày uống nước dưới đây nè. Hiếu Mập là người thứ hai chịu thua. Dạ, con cảm ơn con uống nước khác nước lắm à. Rồi lên đi.
cứ ai mà bước lên trên cái bờ thành này là người đó đã chứng tỏ là được tự do siêu. Bạn thấy cũng hiểu đó, tại dưới đó có nước nhưng mình đổ một hơi là các bạn biết dưới đó nóng cái nào đó, nên mình sẽ đầu hàng để lên uống nước chứ khác lắm rồi. Đầu tiên thì bốc được chiếc chip rồi, xong rồi ăn cái bánh chuối bay, khác chị gì nổi. Phải lên đây uống ké nước xì ke nè. Mày thấy mập đó không? Nó ăn bánh rồi nó mới đầu hàng. Thì ngày hôm nay mình rất là số hưởng rồi nha các bạn. Đâu em nè, em số hưởng. Anh dòng đầu tiên anh bóp vô cái kẹo nè, ăn thì nó ngọt, nó gác là không có chết. Giờ bóp vô chai xịt tin nó chuyện khàng tiếng luôn rồi. Nó ngọt quá. Cho chai xịt tin hiếu. Cho chai xịt tin hơn cả. Ôi. Còn mạnh hả? Trời ơi. Anh này đừng có chết rồi mà. Còn con thì sao? Chai xịt tin mười anh thần cái gì á? Làm sao? Còn con á, lần đầu tiên thì bốc trúng cái nón là con hơi quế rồi đó. Quế thằng em không? Nhưng không sao, bốc trúng cái nước cũng được. Thà nhịn đói uống nước rồi nó no. Anh Phong này nó làm gì bụng bẩn ghê quá. Nó làm bậy nha anh Phong, út kia không được làm bậy đó. Khó chịu là khó chịu nhất là chịu khát phải không? Ê, gọi dạ. Nhau, eo đập lên. Con thấy con hước là bình thường. Không khát nước hết rồi. Con đó là thấy ghê, hơi khát nước à. Rồi, thử thách tiếp tục thực hiện. Ơi, mấy mày cung cấp cho tao còn dây được không? Chương trình này gấp bốc được gì xảy đó chứ không có cho. Anh Thân, hay là anh đầu hàng đi. Người ta có câu là uống nguồn, uống cái sồn. Gì? Gì? Uống gì? Uống gì? Uống nước. Uống nước. Uống cây. Uống nước. Uống nước. Uống nước với bà già. Ê, cái gì vậy? À, uống nước với ghẹ. Gì? À, uống nước nhớ nguồn. Nên anh nhớ Út phải không? Lên đây nè, ngồi với Út nữa. Ăn quả, phải cho muối. Để chơi đi gà đâu? Chơi. Để chia bò là hết. Để chia bò đi gà nè. Đây, đầu. Thôi, đang có thằng mình chơi. Thôi, chơi đi. Chiến đi. Còn lâu lắm mới muốn thăm. Rồi, một tiếng rồi đó. Rồi, chơi đi. Rồi. Năm bò ai nấy chịu. Chịu là chịu luôn. Luôn là luôn luôn. Nhằm bò ai nấy chịu. Chịu là chịu luôn. Luôn là luôn luôn. Nhằm bò ai nấy chịu. Ôi cho hai người chân dài. Đỏ đỏ đó, xanh xanh. Đỏ đỏ xanh xanh. Đỏ đỏ và đỏ xanh. Đâu. Ủa gì hả? Thấy khô tới rồi đó. Một hai ba đi. Đã ngọc. Trời ơi té nè, té nè. Để bèn ngang quá. Tay không được chống đất nha. Thôi kéo. Để xa xa lên, tôi đứng dò dài mà làm để, gì. Để hai cục bằng ở chỗ này mới được ấy nha. Dò dài mà không biết sợ gì nữa chị. Rồi, à, dính kìa. Dính. Rồi, té lại. Rồi bạn ngon quá. Xuống đây em, xuống đây. Xuống đây thật dầu. Xuống đây đất nè. Đang ở bụng. Rồi, con nhỏ đây thật dầu. 50 cái. Gì? Hồi lên. Ủa, có bị đau hắn mà. Hắn một tháng. Cái kìa, bảo đỏ. Ơi bạn ơi, liếu con gì kìa. Nè. Ôi. Ơ, nổi bạn rồi, hiểu luôn. Lê lê. Một. Giảm rồi chứ tôi hít đất dữ lắm. Hai thằng. Một cái. Hai thằng nó hơi chán mà. Giờ em phải hẹn lại coi nè. Kìa không? Đó, chạy vào chỗ tài cái đó. Cái này là hết nước, hết đất gì? Lẹ thôi. Rồi, thôi vào chứ đi. 50 cái. Gì vậy? 50 cái, cái gì? 20 cái à. 20 cái luôn. Rồi, hết đi. Thôi vào chứ không? Đó. 2. Các bạn thấy không mạnh nha. Ơi, phải để tay lên. 4, 5, 6, 7, 8. Mà làm gì thằng? 9. Đất. 10. Hết đất là chống đẩy chứ không phải là hết cục đất. Ai biết gì hết đất mà. Nữa làm gì? 15, 16, 17, 18, 19, 11. Mới 11 cái à. Gì kỳ vậy? Thằng như cái ai? Cho 5 cái luôn nè. Ghê hả? Rồi rồi hết nổi rồi. 1 hour later. Nước này đồ ăn đây. Cuối cùng 2 tiếng đã trôi qua. Tiếng này là tiếng thứ 3 nha. Rồi ông thăm kìa. Rồi. Vô rồi. Rồi. Rồi.
Thôi thôi đó. Cái này là chơi nha. Nhân phẩm nha. Ai nhân phẩm yếu thì gán chịu. Từ 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 để từ nó khui cái rồi bóc tiếp. Rồi khui đây, khui lại đây. Gì vậy? Bây giờ đang rất đực mà thêm cái áo khác nữa. Rất là đã nha. Rồi tới ai? Rồi tới con. Áo khác của anh đi. Trời ơi. Đâu? Đây cái áo khác của thân kìa. Áo này phải áo khác. Đồ lao. Tới đây em nè. Rồi thấy đưa vô. Cũng được. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Lâm ngồi lại. Một bịch bánh. Một bịch bánh kẹp. Cái kẹp, kẹp. Một bịch bánh kẹp. Trời ơi, sao hưởng. Giờ tới đồ ăn ngon lại nè. Ngon lành kìa nè. Rồi xé thăm ta luôn rồi. Đói quá xé thăm luôn. Một cái bánh chuối. Trái mỹ. Chuối. Một trái chuối. Một trái chuối. Trời ơi, cái không xù. Đây con bóp. Đây. Bóp đại đi. Ông ơi. Thôi quay vòng. Rồi. Đây cho mình xé coi. Thiếu đi. Một chai nước suối. Một chai nước suối. Ngon. Phun xù là bữa nay hình như ăn chay không ta? Uống nước đã luôn. Sáng giờ uống nước không? Có không ai nói gì luôn. Nè. Cuối cùng con đã mặc xong. Cái áo khác mà sao làm cái quần khác luôn rồi. Cái gì vậy? Còn cái đó cái chỗ nó chừa ra để đi vệ sinh đó. Có nước dài đàng hoàng. Rồi nước suối ơi. Rồi chai nước suối có không xù. Nhận quà đi. Chai chuối. Ba chuối rồi. Bánh kẹp. Tao luôn cho. Cái gì vậy? Tất nhiên chai chuối nó cũng hơi bự bự một chút xíu chứ trời. Sao kỳ vậy? Chai chuối sáp. Không ghi gõ gì hết trơn. Chuối Mỹ đâu. Sao hưởng rồi. Bánh kẹp. Có điều chuối này là chuối Mỹ thiệt. Nhưng Mỹ thô á. Mình uống nước nữa. Bữa nay là phong xù ăn chay không à. Nó mà ăn chay qua chay. Anh Phong còn món nữa. Cái gì? Còn cái gì? Thôi thua luôn, uống nước sáng giờ. Buồn quá anh em ơi, không lẽ đi chơi. Mời các bạn bánh kẹp nha. Mời các bạn ăn chuối nha. Thơm. Nó không thèm, chứ chưa cái này. Giống người Campuchia đó. Thôi nó làm về, tao đang nhận với hảo một triệu. Kéo tới đây. Chó, cái quần này nó kỳ quá, nó kéo lên cái. Nó lỡ dư nè. Trước khi đầu hàng là mình sẽ gửi cho các bạn một bản nhạc và một cái điệu nhảy cực là hay. Anh Phong lên nhẹ. Tại vì thích em nhiều quá người ta. Thôi bậy, cái này không được. Hát bài Thái Lan. Anh ơi nó dướng quá anh ơi. Hả? Nó đội lên cái quần nó dướng. Không sao. Cái gối rồi. Gán đây, gán đây. Để vậy à? Mới được nhiều người yêu. Sô cuối rồi. Cái này xứng đáng được mọi người yêu nè. 1, 2, 3. Một thêm cực cực trong chín. Một thêm thêm. Rất cực cực vấn. Cực cực trong bánh trung. Một thêm cực cực trong bánh trung. Mày đừng ngồi cây. Các bạn ơi, các bạn ơi. Ai chỉnh lại cái méo rồi. Trời cái lời đúng rồi. Đây đây đây. Đưa mẹ nói vô. Thằng cái phân, thằng cái phân, phân phân. Thằng cái lắp tên lắp tên tròn tròn trên. Thằng cái bò 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 con ơi mẹ không được bỏ tao mày. Trời ơi. Trời ơi, cái con gái này nó kỳ lắm. Thôi ở đây đi. Ơi, anh lo cho. Thôi tôi dần dần lo cho em. Ở đây đi. Lên. Ai
em ơi. Hôm nay mày thua vậy. Tôi không bao giờ lên nó còn. Rồi, người thứ ba đã thua nha các bạn. Đó chính là thân khỉ người tiếp theo ra đi. Đi. Nó lấy cái áo xong thua. Đi. Để lại cái áo rồi. Đi. À, đầu tiên là cái gì? Đầu tiên là cái nón. Cái nón. Cái thứ hai là chai nước. Chai nước. Chai suối. Rồi. Rồi, cái thứ ba đây. Cái này là cái áo khoác. Cái quần ngốt. Rồi, giờ anh em đi du hành vòng tới ngưỡng mộ sự thất bại của mình. Rồi đi vô đi. Phải phải. Nghĩ phong sao xù. Mà mày nói trời thua chứ con gái luôn quá nhục. Mình đang nghi phong xù nha các bạn. Phong xù hồi nãy giờ nhân phẩm của phong xù hình như là ngày hôm nay cũng không tốt cho mấy. Uống nước không các bạn ơi? Nước à, ngày hôm nay ăn chay không à? Thôi vô chai nước nữa chắc mình ăn xích luôn quá. Em thấy em là sắp đi trước rồi đó. Làm đi trước. Thấy là cái đầu lân lân rồi, chóng mặt lắm rồi. Em thì đau chân nhất khớp. Hồi nãy giờ hình như là hai đứa chưa có đứa nào được cái nước gì hết đâu phải không? Đúng không rồi. Có uống nước luôn. Tụi con mày khác chết rồi. Để mày ăn cái chua nữa. Ờ. Tụi đã sống lại. Đói bụng rồi. Đứa nãy nào cũng đi vô luôn. Lấy mì ra ăn kìa. Mới được ăn luôn lắm. Nãy giờ đói lắm rồi. Đến đây anh cho ăn mì nè. Thì trong những cái thời gian này mình nên chơi trò chơi đi. Chơi chơi rút gạch nha. Ai okay. Thua thì bật cốc từ bức tường này nào tới đây và xong vòng lại. Ok luôn. Ai làm ngã nha. Đầu xì ai rút trước nè. Đầu xì. 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 Đầu xì. Chưa. Rồi. Trước, thắng cái trước á. Thắng trước á. Ok dạ. Thôi chứ đúng mà. Thôi chứ hả? Ừ. Không được rút chậm lên đầu này nha. Ủa chị Ngọc đó không biết rồi. Mày né ra không thẳng. Ôi 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 ôi. Ôi Ngã. Bật cốc đi, bật cốc đi. Bật cốc đi, bật cốc đi. Ngã. Chưa, em nói không bao giờ sai. Ồ, chán. Rồi, bật cốc đi, xếp lên, xếp lên. Ủa, bật cốc gì kìa? Ai bật cốc vậy? Chứ bật cốc sao? Bật cốc nhìn nè. Sát xuống hả? Ừ. Ôi, tới rồi, hồi quá gần. Rồi chơi lại nè. Người ta chơi lại. Vậy giờ tù chơi lại. Chơi lại vô gì xa cái mét luôn. Nhưng mà người ta bật xa được. Ờ ok ok. Tù. Tù xì. Rồi ta đi sao. Giết nhau đi. Giết nhau đi. Nguy hiểm quá. Rồi chút chút đi. Thôi xin mình nè. Bắt từ. Thông minh quá rút ra nó gớt sao. Cuối cùng như này nè. Lẹ đi. Cô đó gớt. Gớt. Cô này nè, cô này nè. Mày cũng biết chơi đấy. Cô này nè. Mày cũng biết chơi đấy. Ghê. Đúng là nghe nè. Gớt lẹ. Em sẽ xa ra được là biết dàn phải không tốt rồi. Đó. Bật cốc đi em. Bật cốc thôi nè. Lẹ em. Từ đây nè. Rồi bật cốc đi. Sao? Bật. Ngồi xuống xếp đất luôn. Rồi bật lên. Hai tay cho chống vô không? Eo. Hồi nãy anh cũng vậy, đừng nói anh. Nãy anh có chống mà. Chống vô eo. Rồi, bật tới. Mỏi lưng rồi, bật cốc rồi đó. Rồi, bật ngược lại. Bật ngược lại đó mà. Ừ, ok. Rồi, ok. Tù xì. Rồi, nữa. Xong rồi. Xong rồi. Tù xì. Ủa đúng rồi. Tù. Quay rồi. Nó, em thua em. Mời em. Ê, rút bên đây được không? Không, không thể rút hàng cái đó. Phải biết sống sao đây thì mình sắp thua rồi. Bật cốc mấy cái nữa là mình sẽ đi cọ ra ngoài lưng. Nó bụng vải. Mà mặt đi. Mỏi tự nhiên mỏi lưng. Xong biết cái nạp đây. Lẹ coi.
Rồi ra. Dạ thắng nghe ngọc. Cùng lại đây. Nắm phục tôi nè. Ai ai sắp nhanh nhất là thắng đúng không? Đúng rồi. Ai sắp nhanh mà cao. A few moments later. Thôi năng lượng còn tàn đầy dữ ta. Đúng rồi đó. Rồi tới giờ bốc thăm ăn uống nữa đây. Nữa không? Một tiếng nữa đã trôi qua rồi. Còn nước thì chứ còn khác lắm rồi. Còn cũng vậy nữa. Con giờ con muốn ra vô gì? Nước. Nữa con. Nước. Còn con? Bánh nãy giờ không có nước. Gì hả? Nãy giờ nước quá nhiều. Nãy giờ toàn đồ chai không à? Rồi ai bốc trước đây? Con cho. Nè con. Vô bánh rồi. Giá vô bánh gì vô ăn nước cho vô nước rồi đưa vô cam sát vô cái gì trái ổi đọc lớn lên một trái ổi rồi một cái ổi đồ chai bữa nay là cái đồ chai của con xù tới con tới con xong luôn cam út biết giờ con xù rất là đói bụng tại vì từ hôm ơi tới giờ một cái gì kia một bánh tráng xì ke rồi xong tính con ơi còn cái cuối cùng luôn nè rồi cái gì đây? Ủa? Gì vậy? Một bịch đậu Hà Lan. Trời ơi, cắt nước. Rồi, qua wow, đó. Còn quá trời luôn hả? Đâu? Nhiều vậy? Ai trái ổi? Ai trái ổi không hả? Tao tao không trái ổi. Có hỗ trợ thêm cho Muối ớt. Không trái ổi, cái Muối ớt. Ờ, ok. Ngọc. Bánh tráng của chị kè. Rồi, trời này thí sẵn rồi, vô bánh này quá ngon. Ờ, đang hỏi hả? Ngon. Các bạn có bỏ hứa gì không nè? Không. Xui thiệt chứ, tại sao lại vô mấy chiếc xì ke để khát nước mà. Hên quá tụi mẹ nha. Ô bà chân gì, quá trời trái ớt vậy trời ơi. Đau hửi hay. Thế nó cắn cái đi. Hả? Trái ơi, trái ơi. Nó cắn cho coi rồi. Rồi cắn đi em. Em cắn đi. Cắn. Cay. Ngon không? Cái bịch bánh tráng xì ke này rất là cay nha các bạn mà nó mặn đó. Đó cái cay vừa của ăn. Rồi các bạn coi nè. Ớt cỡ này nè các bạn coi nè. Đỏ hết. Ớt đỏ luôn à. Rồi con xù đã bị cứng đập. Mấy cay quá à. Ớt đỏ chán luôn. Ủa cái này không cay nè mà khát nước. Sương mỏ luôn rồi. Ờ con xù có cái mồm của con xù nè các bạn. Đỏ. Đỏ nè luôn rồi. Cay vậy tại nhà sản xuất ra chiếc ớt á. Con xù đang bị cay. Bắt cái xì ke chắc hàng xì ke làm cũng hay. Rồi xì ke phải cay hả? Đây miếng này hơi bị cay luôn nè. Mời các bạn nghe ngại nha. Mình vô cái gì là mình phải ăn hết cái đó. Nếu mà không ăn hết là mình cũng phải thua nữa đó nha. Đi ôm đi chơi đi chơi ơn gì. Ăn kìa. Ủa hả? Chạy nó mỏi luôn rồi. Chết nè. Không có vậy lắm. Chạy nước mắt. Trời sao? Ngại quá. Vô là xịt ba cái ổi này vô chi cho nó cay. Đó mặt hết rồi. Chạy nước mắt lâu quá. Ôi em ghiếu. Bà chết luôn. Mấy đứa này nãy giờ linh tỉnh không? Không. Cay không? Không. Không. Chạp giữa làm gì cay? Chết ngồi chạp giữa làm gì cay? Không có bị bánh chén nào mà có chứ ớt gì luôn thiệt. Chạy không? Cay quá thì chị với anh Phong nâng nước đi rồi lát xuống được mà. Nói chung là em hên thôi. Cái bọc này á không tháo ra được đó. Chứ tháo ra được là có rồi đó. Mà sợ cắn nó xì ra không. Đúng rồi đó. Cái này không phải do tôi. Giờ nói chung là mình sẽ chơi cái này đi. Không, bánh tráng xì ke ăn hết đi. Ăn hết gì nhau. Ăn phải cho hết. Bánh tráng là đúng của xì ke luôn. Cài cỡ đó phải vậy mới được. Rồi. Thua hả? Cho đồ hàng đâu bốc. Đồ hàng hả? Nó chơi gì nó chơi ở giật ra nó mát. Đây trong đây là có hai miếng mà sẽ nhét không hết luôn. Đầu hàng thì đầu hàng đúng không? Đầu hàng mình phải nói cái gì quá, xong rồi leo lên. Không. Đó, nước đây luôn nè. Coi nhà Ngọc này nấu rồi. Coi nhà Ngọc nấu rồi. Hả? Đây là kiềm chế. Cay dữ vậy. Đây là nước tinh khiết được nhà phát hành yếu mật. Nè. Mình xin chơi đua cái game ngày hôm nay các bạn. Không phải do là mình nó, kiểu như là mình nóng quá hay mình thua đâu. Tại mấy này nó chơi nó bỏ vô cái trái. Chứ không phần nữa là mình quá đói rồi mà nó cho nó uống đi anh, uống là thua đó.
Thì anh sẽ sạc tua rồi. Thôi lên thôi mà, uống đi. Lên thì uống đi. Thua rồi, mình có quyền uống nước. Ờ à, đúng rồi, tao uống cho. Rồi. Gì á? Nước ớt á. Tới đây miếng miếng chơi, tới đây hả mày? Thằng là ác độc. Anh không nói ghê quá à. Cay quá. Hết rồi nha mọi người. Cho bỏ quý. Trời. Chị à, bỏ ớt vô nước trong phòng uống nữa hay vậy? Chứ gì nữa. Không, ngon không. Thật là ác độc. Thôi ra hiếm mập thôi. Đến lúc cuối cùng mấy này không pha nữa. Các bạn thông cảm cho mình, tại vì mấy này chơi đến thua quá không, nó chắc ớt nha. À, mình biết các bạn đang kỳ vọng mình thắng rất là nhiều, nhưng mà mình phải dừng cuộc chơi sớm tại đây, tại vì mấy này nó chắc ớt vô cay quá, chứ một hồi nữa là sáng giờ mình xui mình bốc toàn nước thôi mà mình háo quát được đồ ăn, tức là đó nha các bạn cũng thông cảm cho mình. Thôi giờ mình đi lên nha, tạm biệt các bạn. Giây phút quan trọng, lên thổi kèn. Rồi, người tiếp theo lên đó chính là Phong Xù. Bây giờ ở dưới đây chỉ còn hai người. Hai người lộn đi, ai thắng nữa thắng hết. Rồi, hai đứa gái tình hình sức khỏe sao vậy? Tới nữa hả? Đồ ăn không thông luôn không? Bóc nữa hả? Muốn bóc ăn phải không? Con đói lắm rồi. Rồi, bóc thì bóc đỡ mấy con ếch đó, ăn đi. Ủa sao ăn được? Bây giờ á, Út sẽ cho tụi con thử sức chịu đựng chứ không có bóc đồ ăn nữa. Đứa nào thua là thua luôn, từ đây sắp tới là không có bóc nữa, đây tới tối nha. Màn okay. Đêm bây giờ nó đang buông xuống rồi đó. Okay. Bây giờ là đó cũng có mũi nữa, đứa nào chịu không nổi thì đi lên. Rồi ok. Út nói vậy cho xem thôi chứ Út hết thực phẩm hay ngang, mình là người coi Út mà. Đã vào bên giám sát. Đó là bên giám sát bên cái lương thực thực phẩm á. Kho lương thực của Út đã hết rồi. Tôi là ông cặp muôn cặp nưng đây. Cặp muôn cặp nưng đây. Rồi hai chị cứ ở đó đi ngang. Tôi đi vô ạ. Ủa sao ngồi đây chứ? Ngồi đây làm gì? Lỡ đây có ma rồi sao? Đúng trời vậy chứ không lẽ chị đi vệ sinh tôi nhìn. Chị Ngọc ơi, dạ. Em nghĩ chị em chịu được đâu, chị đi lên đi uống nước cái là xuống được. Trời ơi, thấy vậy thôi chứ còn khỏe lắm. Em dạ. Lại chị đâu? Trời ơi. Em phải ở đây với chị, hiểu không? Thôi, em mệt chứ lắm rồi. Trời, có đứa nào chịu thua thì nói với Út, không thôi Út đi vô, lát Út đi ra nha. Con có thắc mắc Út ơi. Rồi, nói cái gì? Đừng như vậy. Hả? Làm gì vậy? Em xin đi lên đây, chị ở dưới đây mình chị đi. Tối mai bắt chơi. Đừng làm như vậy. Chị xin đi, lỗi em xin đi đây. Út ơi, cho con đi lên nha Út. Con thua hả gì? Đúng rồi, chứ sao? Con hơi khát nước cái lắm rồi. Cuối cùng mình cũng thắng rồi các bạn ơi. Rồi, người thắng cuộc hôm nay trong cái game này đó là bé Ngọc. Con nói hết lên được. Đuối hả, mệt hả? Đây các bạn, bầu trời đã không còn ánh sáng nữa rồi. Mặt trời đã xuống núi nha các bạn. Rồi, người thắng cuộc hôm nay thuộc về bé Ngọc. Yeah. Yeah. Hả? Không quay vô mặt con để con nói. Còn là 4 thằng nam nhi lại thua một đứa nữ nhi. Mày coi mày còn không đó. Thật là nhục quá đi. Ta nhục quá đi thôi. Ủa? Tại tôi á, bốc chúng chiếc dép với cái bánh á, tôi trụng nổi, tôi bị hốc nước. Tại cái thằng nào chế ớt vô chế ở cho tao. Hả? Thôi, thua là thua. Thiếu mập chị nhịn khác rất là dở. Đi đâu cũng vậy, đi sinh tồn là một chút là uống nước, một chút là uống nước. Chơi không vậy mà Ngọc vẫn thắng vậy. Không tin nổi luôn. Dạ. Con rất là đói luôn, con tính thua rồi, ai ngờ nó thiết bỏ cuộc. Một triệu thuộc về con. Cảm ơn Út. Ủa, phải chia cho chị ke với. Rồi, bây giờ cũng tối, mấy chú cháu mình vô tắm rửa nghỉ ngơi ha. Dạ. Bây giờ cũng mấy chú cháu mình cũng xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Tạm biệt. Bye.